Mình là Hà Linh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Cổ Bi. Ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập chính thức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, sau đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngày 26 tháng 3 hàng năm kỷ niệm ngày thành lập đoàn gọi là ngày thành lập đoàn. Mình xin giới thiệu một tấm gương đội viên tiêu biểu cho các bạn biết nhé. Khi tới trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, không ai là không biết cô học trò nhỏ ưu tú Hà Ngọc Dung, một tấm gương sáng trong học tập rèn luyện. Với thành tích 4 năm là học sinh giỏi, ngoài ra em còn hoạt động phong trào của liên đội, phong trào của trường với vai trò một cán bộ đội. Ngọc Dung không quản ngại khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được thầy cô giao phó. Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Ngọc Dung xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn đội viên học tập và noi theo. Xin chào các bạn.